chào các bạn. Rất vui gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn ngày mùng 2 Tết. Xin gửi lời chúc tới cô dì chú bác anh chị em ở trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Lời chúc sức khỏe, lời chào năm mới, một năm mới an khang thịnh vượng. Hôm nay thì ba bố con mình đang đi ở trên cung đường là lên chùa Am Vãi các bạn ạ, một địa điểm di tích lịch sử quốc gia tại huyện Lục Ngạn. Đây là cái địa điểm du xuân đầu năm rất là ý nghĩa. Năm ngoái thì mình đã mời các bạn thăm cái địa điểm này rồi. Nhưng năm nay thì mình trở lại đi trên một cái cung đường là hơn 8 cây số các bạn nhé. Đang đi vòng vèo ở trên rừng này. Đấy, vẫn đang rừng trên đỉnh đồi luôn đấy. Đi từ xã, từ chân núi đi lên đây là 8 cây số và đi lên đây khoảng tầm hơn 5 cây nữa các bạn ạ. Tại cái ngôi chùa này là chùa Tây Yên Tử, một trong những cái chùa trong cái hệ thống chùa Yên Tử của Phật Hoàng Trần Nhân Tông đấy các bạn. Đó, và cái ngôi chùa này thì đang nằm tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Một trong những cái địa điểm tâm linh mà mình đã giới thiệu với các bạn là nó cũng có lịch sử từ đời nhà Trần rồi. Và cũng rất là linh thiêng. Cụ thể thế nào thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng khám phá nhé. Trong cái đầu xuân 2024 này. Xin mời các bạn. Ok. Ôi chết rồi. Giữa đỉnh đồi hai bên keo rồi thì ngắm cảnh quá tuyệt vời. Ngồi đâu ấy? Ở trên này ngắm view quê mình xuống quá là tuyệt vời các bạn ạ. Nhìn từ trên này xuống khoảng cách rất là ngắn luôn nhé. Các bạn nhìn thấy sân bay mình nhìn thấy rất rõ cái đường vành lao này. Đó, xây nhìn rất là rõ luôn này. Cái sân bay vườn táo nhà mình ở cái vuông vuông kìa, xây một cái vạch dài kìa. Đó. Nhìn thì nó từ đây xuống vòng này là khoảng 20 cây đấy các bạn ạ. Nhưng mà đường chim bay thì chắc khoảng rơi vào khoảng tầm 10 cây. Nhìn tầm xa ngay kia thôi. Nhìn ngay thu như ngay dưới chân luôn các bạn, như nó là 10 cây số luôn nhé. Trời quang mây tạnh. Nhìn khoảng cách rất là gần. Thị trấn Trũ ở phía dưới các bạn ạ. Thị trấn Trũ này. Nhà mình ở ngay đây nhìn rất là rõ luôn nhé. Nhìn thấy cả cái sân bay đang xây đấy. Xây xong rồi đấy. Vườn táo, cánh đồng táo ngay sát đây luôn. Và sau khoảng tầm đi khoảng gần 8 cây số thì đã đến rồi đấy các bạn ơi. Đó, để đến chùa Am Vãi Lục Ngạn đấy rồi. Ở phía trên này, ngay phía trên này là bàn cờ tiên này. Nhưng phía cổng chính ở phía dưới này này. Đấy, cụ thể thế nào chúng ta sẽ cùng xuất phát nhé. Mời các bạn chúng ta sẽ cùng lên chùa xin lọc đầu năm nhé. Chúc nhà nhà sức khỏe, vạn sự như ý, bình an. Chúng ta sẽ đi vào chùa để khám phá xuân 2024 nhé. Sau một hồi thì gia đình mình đã lên đến chùa rồi các bạn nhé. Di tích lịch sử quốc gia chùa Am Vãi tại thôn Biềng Nam Dương Lục Ngạn Bắc Giang đây rồi. Trên này thì rất nhiều các gia đình du khách đã lên chùa hương. Còn bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ đi lên này. Bãi xe đã rất là đông rồi. Thời tiết thì hôm nay tương đối là nắng các bạn nhé, nắng nhưng mà lên thì nó vẫn lạnh và mát. Tuy nhiên là đi thì cũng sẽ không thích bằng trời dâm các bạn. Tuy nhiên cái không khí trên này rất là trong lành và rất là ok. Đang nhìn rất nhiều hoa đào luôn, toàn là đào nở quanh năm. Ok nhá. Đã lên đến giữa chùa rồi.
giữa sân chùa đây nhé, có khu như là bàn cờ tiên dưỡng ngọc và chùa chính. Rồi chúng ta sẽ đi khám phá từng khu vực một các bạn nhé. Nhẹ không? Giờ mình sẽ vào chùa thắp hương nhé, công đức. Con cho vào hòm ấy, con cho vào hòm đây. Chim ơi. Đây là những cái dấu tích xưa ở chùa cổ thời xưa đây các bạn ơi, những cái mõng trụ đá, cột đá thời xưa đấy. Đây và kia là lịch sử của chùa Am Vãi. Đây, cụ thể nào mời các bạn ra cùng ra đọc cái thông tin nhé. Chả thêm cười gì cả. Nhìn nào, cười là giơ hai ngón tay lên nào. Giơ tay tạo dáng nào. Cười nào, cứ tươi nào. Đây, đây là người ta ghi những ước mơ hoặc là những cái tên người ra đấy để treo lên đây này. Đó. Ai cầu ước cái gì thì mình sẽ buộc và treo lên đây. Hội chính của chùa sẽ rơi vào ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch hàng năm. Và cái chùa này thì mình chia sẻ đó là cái dấu tích của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Nhưng mà ghi cái thời gian cụ thể trên cái bia này thì nó chưa rõ ràng nhé các bạn nhé. Và được trùng tu xây dựng rất nhiều lần qua quá trình mà thời gian, qua quá trình mà chiến tranh rồi tàn phá đấy. Đây thì được trùng tu xây dựng lại tương đối là nhiều lần. Có những cái dấu tích cột đá của khi xưa các bạn ạ. Đó và có qua cái thời gian những cái hình ảnh xây dựng đây. Đây và ngày 9 tháng 3 2017 thì được Bộ Văn hóa cấp bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia các bạn ạ. Đó, tức là một quá trình xây dựng cũng như là duy trì rất là dài từ những từ đời nhà Trần nhé, theo cái hệ thống chùa Yên Tử. Rồi bây giờ hai bố con mình sẽ lên giếng ngọc trước nhé. Hai thằng có ước gì không? Có. Đây ước gì thì có dắt treo ở đây nhá. Đây. Cho thì tí đấy. Đó. Đây ở chỗ. Trên này là những cái am hoặc là những cái đây là những cái ngôi mộ của sư phụ thời xưa ở trụ trì ở đây con. Khu này là cái khu vườn
tháp tổ đấy. Đây vườn tháp tổ là những cái mộ hoặc là xá lợi của Phật ấy, hay là tức là mình dùng từ mộ luôn ấy, mộ của những sư trụ trì ở đây. Đó. Trên này là hàng gạo này các bạn này, trên này có hàng gạo, hàng tiền nhé, có bàn cờ tiên, giếng ngọc nhé, đấy là những gọi là tên gọi các gì gọi là các điểm di tích ở đây. Nào, bây giờ bố con mình sẽ di chuyển sang cái giếng ngọc nhé, rồi sẽ lên bàn cờ tiên sau. Mỗi địa điểm thì công đức và thắp hương cấn thành tâm thôi, gọi là đi vãng cảnh chùa đầu năm rồi các bạn. Bây giờ sẽ sang giếng ngọc rồi sẽ di chuyển lên bàn cờ tiên nhé. Có cả ong này. Đây, đặt luôn cả mấy cái những cái thùng ong ở đây luôn này. Chắc của nhà sư rồi. Ao có những hòn đá còn non bộ ở dưới đây, còn đi xuống giếng là dưới này. Đó. Đây, bên này là giếng ngọc con này, ở dưới này. Không, đây là cái ao con ạ, ao ở giữa thôi. Truyền thuyết là lấy nước lấy nước tiên tiên để dùng này. Wow, nước trong thế. Không phải là cạn nước nhỉ. Bố ơi, bố ơi. Ừ, uống một ngụm, rửa tay rửa mặt. Cái giếng này thì không bao giờ cạn nước, và giếng ngọc. À. Trước mới đi có đèn lên nữa. Vâng. Hôm nay các bạn rửa mặt cho nó mát nè. Giờ à, sư về. Rửa tay này. Mát lắm. Rửa mặt đó. Mát lắm. Ok. Múc ít thôi. Rồi. Ôi cẩn thận. Ui. Ui. Rồi, cái... đây này, nước đây này. Trời ơi.
là lúc thánh rút xuống. Đấy, truyền thuyết là uống nước này cũng như là sử dụng nước này thì rất là mát mẻ, gặp điều nhiều điều may mắn, dính ngọc trong xanh luôn đấy các bạn. Còn bây giờ thì sẽ xin mời lên lối dấu chân tiên nhé, và bàn cờ tiên ở trên đấy có một cái lối chân rất là to, giống như kiểu truyền thuyết là sọ dừa đấy các bạn, có một cái lối chân rất là to ướm thử vào lối chân vào là về là có bầu đấy. À, lên lối chân và bàn cờ tiên, dấu chân tiên. Đây, khu vực nội viên ở phía trên này là nơi sinh hoạt của sư, và lên thân tâm an lạc này. Đó, lên phía trên có bàn cờ tiên ở phía trên này đây. Đấy, cái đường này, đường lên bàn cờ tiên này các bạn này. Đó, sẽ đi tương đối là xa một chút nhé. Hai bạn nhỏ này không biết là có đi được không cơ. Đi lên đường là đường đất ấy, và sẽ vừa đi nếu vừa mỏi sẽ nghỉ để xem là tiên đánh cờ có tốt không nhé, xem tiên có đánh cờ có giỏi không nhé. Đây có bàn cờ tiên này. Bây giờ sẽ mời bạn sẽ xuống vườn hồng nhé, ở bàn cờ tiên ở phía trên này phân bón bằng cơm. Thời tiết giờ đi là thấy nóng rồi các bạn ạ, nóng rồi. Ở ngồi không thì xe lạnh, mát mát. Ở trên đỉnh đồi cao này, cái không gian cao này thì nó lạnh rồi, nhưng mà đi bộ thì vẫn ướt mồ hôi luôn này các bạn. Với tội là di tích thì cũng vẫn chưa sửa sang lại, bàn cờ tiên cái chữ rất là mờ luôn này các bạn. Bàn chân đấy hả bố? Nóng rồi, cởi áo rồi. Trên này không khí thì cực kỳ trong lành rồi các bạn ạ. Chỉ có tiếng chim hót và tiếng gió thổi. Tội là đường hơi đậy, đi hơi đất và hơi bụi một chút nhé. Nó không dốc nhưng nó hơi xa một chút đấy. Tên bàn cờ tiên này. Năm ngoái mình đi lên đây thì cháy rừng các bạn nhé. Đấy, bạn bé còn đi được không con? Rồi, đến đây là đến thẳng, đi thẳng lên là bàn cờ tiên, còn rẽ trái là hang tiền này. Đó, đây có một cái am miếu hang tiền ở đây. Cả đoàn đi ở dưới thì vẫn còn đang... Gần đến rồi con ạ, cố lên. Đầu xuân leo núi. Chỗ này là chỗ bàn cờ tiên này các bạn. Đỉnh núi đây. Các bạn biết là đây là cái gì không? Đá là gì không? Là những quân cờ các bạn ạ. Những quân cờ của tiên chơi cờ ấy. Đang để gọi là xếp lồng nhổm lên đây. Ở trên đỉnh cái am kia là cái tảng đá có dấu chân nhé. Có dấu chân tiên nhé. Đấy, những quân cờ đang xếp đây. Đó. Đấy, quân cờ xếp lông nhôm cả. Thế giờ này chắc là tiên đi ăn trưa rồi. Hạ thế xuống trần. Đó. Con vào công đức đi. Ừ, rồi, thả vào. Đây gọi là bàn cờ con ạ. Tiên, mình hình dung là những cái quân cờ là những cái tảng đá này này. Là nó xếp chồng lên nhau là những bàn cờ, quân cờ ấy. Đây, còn bàn chân tiên lên trên này con ạ. Đây, chúng ta đang đi đứng ở trên những quân cờ của tiên chơi cờ ấy. Đây, quân cờ đây con ơi, thấy chưa?
tức là chơi cờ tiên, chơi cờ mình nói thế thôi nhưng trong trí tưởng tượng ấy. Đó, đây. Ừ. Đây, đây trên này có một cái lối chân tiên này con này. Đây bàn chân tiên ở đây. Đây xong bố sẽ dẫn lên đây. Wow, đây. Đó, các bạn ơi, đây là bàn chân tiên nhé. Đây có bàn chân tiên thật đấy. À, các chị em phải bỏ giày, bỏ tất và ướm chân phải vào nhé. Ước điều gì sẽ được điều đó đấy. Và đó. Bỏ giày, bỏ tất ra. Bỏ giày, bỏ tất ra đi chân không thôi. Ướm chân phải nhé. Đấy, đấy, đấy mình bỏ chân ra thử ướm xem năm nay cầu cái gì, cuối năm được y rằng cái đấy luôn. Cực kỳ linh thiêng luôn đấy. Vâng. Ướm, bỏ bàn chân ra ướm vào đây. Đây, đây là bàn chân phải nhé. Cẩn thận không ngã xuống dưới con ạ. Đó. Đây lúc mình đi ở phía kia kìa. Đây và đi phía dưới đây. Đây chụp ảnh ngay ở cái chỗ ướm đi. Trên đỉnh là những cái quân cờ chứ không phải là hình dung là không như quân bàn cờ tướng và bàn cờ vua của mình đâu. Ở đây thì mình đang đứng ở trên là những quân cờ của tiên ấy, là những quân cờ xếp lộn nhộn vào nhau gọi là bàn cờ tiên. Ở trong trí tưởng tượng thôi chứ nó không phải là một cái hình vuông như một cái bàn cờ thông thường ấy. Và tất nhiên rồi, tiên dáng chân phải có dấu chân như thế, dấu chân tiên thì rất là to luôn nhé. Thật chứ đùa đâu. Đó, bàn chân tiên đấy. Có thật mà. Gì được đấy. Cả năm mình khỏe, vừa sức khỏe dồi dào này, tiền vào như nước. Khám phá xong bàn cờ tiên rồi thì bố con mình sẽ xuống núi nhé. Và đi ăn trưa, giờ cũng đã là 12:15 rồi, rất là nắng. Hai trẻ con cũng rất là mệt vì đi bộ cũng là nóng nữa. Cởi áo rồi nhé. Đó. Đấy, như vậy thì đầu xuân mời các bạn cùng gọi là du xuân vãn cảnh chùa, cầu sức khỏe bình an tới tất cả mọi người mọi nhà. Thì giờ sẽ xuống ăn trưa nào. Đi xuống ăn trưa đi con này. Đó. Đây mọi người đã ngắm thử bàn chân và nói lên cái điều ước của mình. Rồi. Bố con mình sẽ ngồi ăn trưa nhé tại phía chân của cái chùa này, bàn cờ tiên ngay phía trên này các bạn ạ. Như đường đi ở phía ngoài này rất là râm mát và rất là dễ chịu luôn. Bố con mình sẽ ăn và ngắm cảnh luôn tại đây nhé, rất là phê luôn các bạn ạ. Khung cảnh này quá là tuyệt vời luôn các bạn. Rồi, đây ăn gồm có những món gì nào, điểm danh hôm nay xem là ăn trưa nay gồm có những gì nào. Ôi, đã có gà rồi á, đâu bỏ xem nào. Đây có gà này. Đó. Gà này, hoa gà. Quả này, giò này. Bánh trưng đâu con? Đó, bánh trưng này. Rồi, ok. Đấy, rồi. Người tay có nước non nữa. Rồi, bây giờ sẽ ăn buổi trưa nghe. Rồi, con mình mời các bạn nhé. Đây. Mỗi người chia miếng đây, mình mời các bạn món này luôn này. Chip ngon, ăn được không? Ăn giò ngựa. Đây giò ngựa các bạn ạ. Wow, quá là ngon luôn. Nó mát mà nó thanh cảnh, nó nhẹ nhàng thật đấy các bạn. Ui giời. Các bạn nào ăn Tết như nhà mình nhá. Này. Giò ngựa bạch các bạn. Giò ngựa bạch nhá. Nó giòn, nó thơm, nó ngon lắm. Nó cho long ngậm này. Ông chả bí đao không? Không có. Và hoa quả nữa các bạn nhé. Nó ăn ở nhà cũng bình thường mà lại ăn lên đồi ngon quá các bạn.
ăn thêm. Chỗ đều hơi gần đường các bạn nhé. Đường thì mình ngồi sát luôn cái rìa đường, không đi xa được. Đó, ăn chưa? Đấy, gà đấy, có xem nào. Ô, xin chào nhá, cảm ơn cả nhà nhá. Xin chào kìa. Đây. Đây. Đây các bạn đây. Có gà này, có giò này, ăn giò để bố chặt gà cho đã. Ôi. Hả? Chặt rồi. Ờ được, xong rồi bỏ hoa quả. Bố chặt thẳng những đuôi á. Đây nha. Con bỏ hoa quả đấy ra. Họ ăn ở đây cực kỳ mát, cực kỳ chill thật các bạn. Đúng đó. Gà ủ muối luôn đấy. Để gặp như có gặp luôn này. Nào. Này, cho tay này. Này con thích này không? Thằng này ăn cả bạc đùi này nhá. Đây có nửa con gà thôi. Nửa con gà này. Úi giời. Đây, cho con. Thứ chấm nhỉ? Thứ chấm á? Thứ chấm ăn ngon. Giờ cũng vừa rồi mà. Nhưng mà thoáng và mát thật các bạn. Cực kỳ thích luôn đấy. Măng. Đấy, con ăn cái này. Đấy, cái này con được con. Đây. Ủa, có ăn đấy. Đây các bạn này. Măng. Cái gà ủ muối ra giòn lắm. Ngon. 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 Ăn giò không? Bánh chưng các bạn. Sau một hồi leo núi xuống ăn ngon thật. Mời các bạn nhé, ăn cả bạn luôn. Giang, Giang nhỉ? Khá khổ nhá. Bỏ không? Vẫn còn đầy thịt đây. Bỏ còn rửa tay. Ăn không đâu, ăn đây, giò đây. Xin mời các bạn ăn chưa? Sao kiểu dã ngoại ngon các bạn. Mùng 2 Tết vẫn có tiếng pháo nổ đi đùng. Giấy để con ơi, giấy để tí đốt. Rác mình để tí để gọn vào. Không được. Đây, cái món này con. Này. Ừ. À. À, lùng quanh rất nhiều lau. Mà gió tầm này mặc một lúc xuống núi nhá. Lúc xuống núi là nóng, nhưng bây giờ ngồi ăn một lúc là lạnh các bạn. Lạnh dùng mình luôn này. Khả năng là phải mặc áo ấm lại á. Thời tiết thì tương đối là nắng nhưng vẫn lạnh. Giấy nhé, để gọn thôi. Không được xả rác ra môi trường này. À, nha. Ăn bánh chưng nhé các bạn nhé. Sắt bánh chưng sắt như nào các bạn. Đấy là sắt như này này. Đó. Đây các bạn này. Đó, bánh chưng nhà mình đây. Mời các bạn bánh chưng nhé. Bánh chưng này là năm vừa rồi là nhân không có thịt đâu. Thịt rất bé ha. Có ăn không? Ăn bánh chưng không?
Đây mời các bạn. Ra đi dã ngoại ăn theo kiểu này nó rất là ngon các bạn. Ngon hơn ở nhà nhiều nhá. Ở nhà thì chả ăn được, nhưng mà đi xong về xuống ăn cực ngon luôn đấy. Đặc biệt là những ngày xuân Tết nha. Rượu bia nhiều, ăn các thứ nhiều. Đi lại vận động về ăn ngon lắm. Xuống ăn ngon thật. Bánh chưng cũng rất ngon. Bình thường bánh chưng có ăn đâu. Thế mà đi leo núi, đi chùa về cái xuống ăn ngon hẳn. Tức là đi chùa thì bảo ăn kiêng, thực ra là mình đi vãn cảnh chùa thôi, đi gọi là thành tâm các thứ ấy bạn các bạn. Nên là mình vẫn ăn mặn nhé, vẫn ăn thịt bình thường. Không ăn chay đâu. Vừa ăn vừa ngắm nhà mình nha, nhà mình ở phía dưới kìa. Nhưng mà nhìn từ đây thấy, nhưng mà đi từ đây xuống phải mười mấy cây các bạn. Đường chim vòng, đường nó bay vòng. Nếu đường chim bay nó không đến 10 cây nhá. Nhìn tầm nhìn không đến 10 cây số. Đây, để đây con. Để đây, không tính phức đi. Nước nhé. Nè, uống 100% nào. Đô. Nè, đây để bố bỏ ra nhé. Con ăn quả nào? Táo. Nè, quả táo. Táo. Nè, ăn bánh chưng không? Con ăn không? Hả? Ăn bánh chưng không? Ăn giò, ăn giò đã con ơi. Quả này quả gì hả bố ơi? Quả đấy quả cam Úc. Ăn giò này con ơi. Ăn thêm cả gà nữa đi. Ăn gà xong mới ăn hoa quả con ơi. Từ từ đã. Bỏ hoa quả lại. Mình ăn gà trước đã. Ăn giò. Má là phê. Ăn rất là đơn giản thôi nhưng mà ăn lúc đã thấy no rồi các bạn. Bố ăn chưa? Không ăn nữa à? Gà nốt đi. Gà anh nói ăn giòn nữa không? Không. Đây làm miếng giòn nữa. Khả năng không ăn được nữa. Ăn được. Táo. Ăn đi con, ăn đi. Rửa táo qua đi con. Đây rửa qua. Nào, rửa, bó ra, rửa. Rửa hai tay vào, rửa. Rồi, ok. Một số luôn. Thấy no à? Lấy cho bố quả táo. Táo này là táo Mỹ. Thôi để đây con ơi, không ăn không bỏ ra đâu con. Cứ để đây. Đây, dội cho bố nghe. Mình cũng rửa qua cái này nhé. Bố cam hay kia? Cam con ơi. Bố ăn thử đi xem nó là cam gì. Để bố ăn quả táo. Giờ chuyển sang món tráng miệng các bạn. Thật ra là con ăn thêm một chút giò nữa nhé. Ăn giòn nữa. Táo này không bằng táo của mình các bạn. Không bằng táo Đài Loan. Không bằng táo Xuân. Nè. Sao rửa tay rồi con?
ăn không bằng táo Đài Loan với táo Xuân của mình các bạn. Các bạn có công nhận thế không? Táo Đài Loan sở dính vỏ ăn phê hơn. Cho cái ống táo. Ăn nó vừa cứng mà có vị chát, vị không ngon bằng. Nhưng mà thôi, nó vẫn đắt lắm ạ. Đây, khung cảnh ăn ở giữa rừng này. Đó, thực ra giữa trên đỉnh đồi các bạn ạ. Đó, vi vu. Hai bạn này thì vẫn đang ngồi chén, còn mình thì thực ra là ăn thì nó rất là đơn giản vậy thôi. Quan trọng là lên thưởng thức cái không khí và cái ngắm quê ở phía dưới này các bạn này. Đó. Ở trên này nhìn xuống thì cảm giác rất là gần luôn đấy. Đây các bạn này, đấy, quê ngay phía dưới này nha. Đó. Zoom mình zoom ống kính lại này. Khu này xã Tân Lập, bên kia là xã Hồng Giang này, dịch lên một chút phía trên này là xã Phi Hiền, mình thì khuất mấy cái dạng keo này rồi. Cho hai cô con ăn đã, còn mình thì đi rồi. Dạo ở phía trên này đã, ngắm cảnh thêm ra những cái hàng keo này. Đây cái chùa, chữ chùa Am Vãi Lục Ngạn thì nó ở ngay phía đây. Đó, còn mình ở phía đang ở phía lưng chừng dốc nhé. Ở trên kia thì nó thoáng hơn một chút nhưng mà nó trên nó không được ưng bằng ở đây. Đó. Nhìn thấy rõ cái sân bay của nhìn rõ là cái đường băng sân bay xây kia. Vùng vuông ngay kia, từ đây nhìn rất là gần luôn các bạn, cực gần luôn nhé. Và thấy đầu cái sân bay là nhà mình ở phía đỡ trên kia, còn kia là núi Mai Sơn, đấy xã mình, nhà mình ở ngay kia. Đấy, cực gần. Đây mình zoom lại để các bạn cùng nhìn thấy cái sân bay, cái vườn táo sân bay, cái khu mình đội bị thu nhé. Để mình zoom lại mình chỉ, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, cái đường dài là cái đường vành lao đấy. Đó, cái vành lao này, đây để mình, đây cái vành lao và cái ô vuông này, đó các bạn nhìn thấy chưa? Đó, đấy là đầu phía trên kia là nhà mình sát ở cái đầu đấy luôn. Còn ở phía dưới này là nhìn thế thôi nhưng mà cây xây cái đường ấy là một cây số, hơn một cây số đấy các bạn nhé. Đó, chỗ ấy là cánh đồng táo, nhìn trên này rõ ngay. Còn nếu không có đường đấy mình không nhận ra chỗ nào là nhà mình luôn, bởi vì thực ra rất là khó phát hiện. Đó, đấy các bạn nhìn thấy chưa? Để mình zoom lại trở lại nhìn này. Đó. Bây giờ thì đã ăn no rồi, ngồi nghỉ một lúc nữa, dọn dẹp thì bố con mình cũng sẽ ra về nhé. Một nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Như vậy thì hôm nay mời các bạn thăm lại chùa Am Vãi này, đi lễ chùa đầu năm này, đi thăm vãn cảnh chùa này, cầu sức khỏe bình an. Thì cảm ơn các bạn, chúc các bạn một năm mới sức khỏe, tràn đầy niềm vui và đặc biệt là bình an. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn.